Rồi xin chào cô chú anh chị và các bạn gần xa đang xem kênh của em ngày hôm nay ha. Rồi hôm nay thì đến với bài kiểm của em Nhi ha. Thì chị ở xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre, đem Nhi quay giao lưu thanh lý xã cái lô mai cho cô chú anh chị mình sưu tầm về mình chơi Tết 2025 ha, hoặc là mình lấy bao cũng ok cô chú anh chị ha. Giá cực kỳ hời luôn nha cô chú anh chị ha. Chỉ từ 200 250 ngàn cây bao ship luôn cô chú anh chị ha. Rất mong cô chú anh chị mình vào xem thấy cây nào giá cả hợp lý thì mình ủng hộ cho vùng của em Nhi ha. Hôm nay thanh lý xã luôn cô chú anh chị ha. Có mấy cây giả hoàng kim hôm nay em Nhi nó xả giá từ 350 ngàn cây thôi cô chú anh chị ha. Đó, có mấy cây nó xả hết luôn nha. Rồi, không làm mất thời gian nữa ha. Em mời cô chú anh chị mình gặp luôn em Nhi nha. Rồi chào Nhi ha. Dạ, em xin chào anh và xin kính chào toàn thể của cô chú anh chị đang xem kênh ạ. Hôm nay đã lại kênh nha. Em xin chào cô chú anh chị lô mai giống mà cũng mong cô chú anh chị xem được cái nào ủng hộ em nha. Rồi. Vô cây đầu tiên ngày hôm nay luôn ha. Dạ. Rồi, mã 21C. Cái 21C là giống gì đây em? Một cây cúc cam nha. Rồi. Này có tàn luôn cô chú anh chị, cũng có rễ luôn. Mình đã thanh lý nha cô chú anh chị mới có giá này nha. Cây lên nụ nè. Cao 50. Cái ngang được 58. Rồi. Cái này em để cô chú anh chị gần xem mình giá 250. Rồi mấy cây này thì cúc cam thì thường thường nó lên nụ rất là trễ nha cô chú anh chị ha. Cái này nhà vườn phải xử lý nụ của cô chú anh chị nên nó đang lên nụ, nụ chưa đều lắm nhưng mà vẫn ok nha. Hàng này bao chưa tết. Cái mã số 22C một cây cúc cam đó nha. Rồi cái tàn này cô chú anh chị ha. Tàn rất là ok luôn. Hoành 15. Rồi nút nụ nè. Cao 47. Cái ngang được 67. Rồi. Rồi cái này em để cô chú anh chị gần xa mình. Giá cái này là 300 nha. Rồi đợi cây luôn ha. Dạ. Cái mã số 23C một cây cúc cam nha. Cây thì đọc rất là sung cô chú anh chị ha. Cây này rất là mạnh cô chú anh chị ha. Mình được 14. Rồi. Cao 55. Cây tàn cũng khá cô chú anh chị ha. Cái ngang được 73. Nụ thì nói chung là lên cũng lai gai rồi cô chú anh chị nha. Dạ. Cái này nụ lên lai gai rồi. Cái này em để cô chú anh chị gần xa mình. Giá cái này 350 ạ. Rồi đợi cây ha. Theo cây mã số 24C. 24C một cây giả hoàng kim nha. Rồi ẩm gại giả hoàng kim cũng bán được luôn chú anh chị. Dạ, không xấu luôn nha. Hoành được 20. Rồi. Cao 31. Cái ngang được 49. Rồi, em xả luôn nha. Cái này được mớ thụ nha nhỏ là cô chú anh chị ha. Bền. Dạ. Tết bông ha. Cái này em xả luôn nha. Để cô chú anh chị xả mình giá 350 nha. Rồi đợi cây ha. Cây mã số 25C một cây giả hoàng kim nha. Rồi. Này xả giá chót nha chú anh chị. Không mua nữa thôi chắc em chồng mày luôn quá. Hoành được 19. Rồi. Cao 24, tới ngang được 43. Rồi cái này em cũng để của chú anh chị xa giá 350 nha. Rồi đợi cây luôn nha. Cây mã số 26C. Rồi. Cây siêu Sài Gòn. Nốt nụ được cũng khá ok của chú anh chị ha. Hoành được 15. Rồi. Cao được 53. Cái ngang được 60. Rồi. Và cái này em để của chú anh chị gần xa mình à. Giá cái này là 250 nha. Rồi, rồi cái ha. Cái mã số 27C. Rồi. Một cây siêu Sài Gòn nha. Cái này nút nụ là ok hết rồi nha cả nhà. Tàn là ok đúng cô chú anh chị ha. Nút nụ ngon lành nha. 13. Này cái tàn rất là ok luôn. Cao tết thoải mái luôn á. Cái ngang được 71. Rồi cái này em để của chú anh chị gần xa mình giá 350 nha. Rồi đợi cái ha. Theo cái mã số 28 xeo cây cúc cam. Ủa? Rồi cúc cam. Hoành được 15. Nụ nó cô chú anh chị đang cao lên 50. Nụ ha. Nhà vườn xử lý cái phân làm nụ á, cái đầu nó đang lên nụ từ từ nè. Đó, dạ. Mấy cây này thì cho tết là đảm bảo đặt cây luôn ha. Bông màu cam rất là dễ thương ha. Cái này em để của chú anh chị gần xa mình giá cái này là 250 nha. Xả dạ. Cho hết. Rồi cây, cái mã số. Mã số 29C. Rồi. Một cây siêu Sài Gòn nữa nha. Rồi. Hoành được 15. Cao 55. Cái ngang 78. Rồi cái này em để của chú anh chị gần xa mình giá là 350 ạ. Rồi 350 bao ship ha. Dạ. Đây cây mã số. Mã số 30C. Rồi. Một cây siêu bông mình lại nha. Rồi, không số đâu ha. Cây này tàn rất là kẹo luôn cô chú anh chị. Bo già. 17. Nụ lên. Cao 59, cái ngang được 74. Rồi cái này em để cô chú anh chị gần xa mình. Giá cái này là 350 nha. Rồi, cái này của clip ha. Clip của em nha. Em xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị mình đã xem hết clip và ủng hộ trong thời gian qua ạ.
Cũng rất mong cô chú anh chị xem được cái nào ủng hộ em nha. Em xin chào và hẹn gặp lại ạ. Bạn cũng thay mặt cho kênh cũng như là em Nhi ha. Cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi hết clip và ủng hộ nha. Xin chào và hẹn gặp lại của cô chú anh chị mình ạ.